Em lại chào các bác một buổi tối, chúc các bác có một buổi tối vui vẻ. Như các bác thấy thì ngày hôm nay thì DAC bên em về hàng, vì thế nên là em có những cái clip test thường xuyên về dòng sản phẩm này cho tất cả các bác đã quan tâm và đã đặt hàng cũng như đang quan tâm tới sản phẩm. Thì để phục vụ tốt hơn cho khách hàng những cái nhìn trực quan về sản phẩm mà mình đang quan tâm, tối ngày hôm nay em sẽ gửi tới bác khách ở trên Zalo đang quan tâm tới bộ sản phẩm Mazang NA6005 mà hai bộ nguyên thùng trước đây em đã giao cho khách mà anh không mua được. Thì đây là bộ sản phẩm 6005 về hàng với hình thức như mới, chỉ thiếu thùng xốp là hoàn hảo. Và mức giá của thiết bị nó sẽ mềm mại hơn hai bộ kia 500.000 các bác nhé. 500.000, bộ là Mazang NA6005 này sẽ có mức giá là 13 triệu kèm khiển zin và catalog dây nguồn. Ngoài ra thì mỗi một máy Mazang 6005 em bán ra em đều tặng cho các bác một sợi dây quang và một USB chứa nhạc dung lượng 32GB đã nạp sẵn nhạc bên trong. Rồi bây giờ thì đúng như cái quy trình mà em muốn gửi tới khách hàng đang phân vân, em sẽ quay cái hình thức của máy trước, sau đó sẽ giới thiệu tới các bác cái tính năng của thiết bị này và test đầy đủ những cái đường chơi cho khách hàng quan tâm. Như em đã chia sẻ với các bác thì con máy này không có thùng về, tuy nhiên này dây nguồn này, dây AV secure và catalog đầy đủ hết. Đây là khiển zin của máy nữa này. Các bác có thể nhìn qua cái hình thức của máy đẹp xuất sắc như mới, các bác có thể nhìn thấy này. Ở giữa vẫn là khung nhôm phay, hai bên là bên cánh buồm, hai cái bên này thì được làm bằng nhựa các bác nhé và được sơn giả đồng rất là đẹp. Mặt trên của thiết bị như các bác nhìn thấy đây thì chúng ta không có cấn cạnh, không có cấn cạnh gì cả, chỉ có những cái vết xước răm cực bé như các bác có thể nhìn thấy đây. Nói chung là con máy này khoảng 98-99%, cực đẹp luôn. Mazang NA6005 thì sẽ có một cái lối chơi nhạc rất là ưu việt. Đây là cái kết nối xuống ampli các bác này, kết nối xuống ampli này, đường quang vào này, và hai cái râu sóng để thu wifi cũng như là bluetooth ở phía sau, chỉ như thế thôi. Phía trước thì chúng ta sẽ có thêm một cổng chơi, đó là cổng USB, và cái cổng USB này các bác cũng có thể cắm ổ cứng vào. Ổ cứng dành cho DAC thì em chỉ khuyên các bác nên chơi cái loại 350 đến 500GB thôi. Các bác yêu cầu người bán cho các bác phải chép những cái nhạc nhạc Việt ấy. Còn bác nào thích nhạc Âu thì thêm nhạc Âu. Còn nếu mà như em thì em chỉ chơi nhạc Việt thì chỉ yêu cầu nhạc Việt thôi. Không phải pha thêm Âu vào để cho nó đầy cái dung lượng ổ cứng lên, không giải quyết gì cả. Rồi vừa rồi này, em có test cho tất cả các bác xem cũng như nghe ở cái đường chơi đường USB. Bây giờ em sẽ chuyển sang cái đường test cho các bác cái đường từ Bluetooth nhé. Bluetooth thì em đã kết nối với một máy ở đây, đó là máy Samsung S9. Samsung S9 này. Rồi, mở máy ra đã. Chuyển về Bluetooth nha. Chúng ta sẽ dừng lại cái nhạc này ở đây đã. Chuyển về Bluetooth, máy sẽ tự động kết nối với chiếc Samsung Galaxy S9 này của em. Đó, các bác nhìn thấy là máy kết nối luôn. Và khi về nhà của các bác ấy, thì các bác cũng như thế, các bác chỉ cần kết nối một lần với điện thoại thôi. Và muốn cái điện thoại các bác dò thấy sóng Bluetooth thì các bác giữ cái phím Bluetooth này, giữ cái phím này này, chỉ vào máy khoảng 10 đến 15 giây. Khi nào nó hiện chữ Turn on repairing Bluetooth thì các bác lấy điện thoại sẽ dò ra. Còn hiện tại em đã kết nối sẵn rồi, bây giờ em sẽ kết nối, em sẽ bật nhạc trên điện thoại để các bác cùng tham khảo. Samsung này của em thì chưa có nhạc số có vào trong, chúng ta sẽ chơi luôn từ YouTube. Sẽ nghe một bản nhạc của ca sĩ Đan Nguyên. Em xem nào. Và các bác lưu ý nhá, trong cái chế độ truyền Bluetooth ấy thì cái độ trễ của hình ở trên cái màn hình điện thoại với cái máy nó sẽ khác nhau. Tiếng sẽ hát trước, hoặc là cái cập nhật cái tên bài hát ở đây nó sẽ nhảy sau, chứ nó không đồng điệu luôn một lúc đâu các bác nhá. Đây là chế độ Bluetooth này. Cái tên bài hát này nó tương đối dài cho nên là chắc là nó không hiển thị được tên. Chúng ta tăng tiếng lên một chút. Mình thương nhau chưa cho thì chớ mang nỗi buồn theo bước mơ, cho dù chưa lần nói. Nhưng nếu còn đẹp vì nhau, xin nhẹ đi vào sâu, cười thương tiếc nhiều đâu bao nhiêu. Mình chia tay đi nhé.
đẹp vì nhau xin nhẹ. Ok, chúng ta sẽ chuyển sang cái chế độ chơi từ Smart TV nhá, để test cho bác khách nhá. Bằng cách ấn vào cái đường optical này. Thiết bị thì các bác cài cho mình cái phần mềm là Hi-Fi Remote các bác nhé, Hi-Fi Remote của Mazang. Khi các bác kết nối vào thì máy sẽ nhận ra cái thiết bị này do cái điện thoại và cái máy này đang cùng một nền tảng mạng. Và giao diện của nó ở đây, chúng ta sẽ có thể tắt nguồn ở đây hoặc đổi chuộc vào ở đây. Khi các bác bấm vào cái đường này thì có thể đổi những cái đường vào khác. Ví dụ như ở đây chúng ta có đường iPod này, đường Spotify này, Bluetooth này, Music Server này, đầy đủ hết, nói chung đầy đủ hết ở trong này. Nó cũng không khác gì với những cái tính năng ở trên cái remote gym này cả. Ví dụ bây giờ em sẽ chuyển về đường iPod USB cho các bác xem nhé. Khi mà chuyển về iPod USB thì nó ở ngoài cái khả năng hiển thị màn hình, cái thông tin bài hát ở màn hình ấy, thì ở trên điện thoại của chúng ta cũng sẽ hiển thị và chúng ta chọn bài nó tương đối là dễ. Ví dụ như bây giờ em sẽ chọn bài một cái album của Liên Khúc Chiều Mưa 3 này. Đó, và truy cập vào bên trong thì chúng ta sẽ có thể bật được những cái bài hát bên trong. Chúng ta có thể quay ra thu mục trước và bật chọn một bài hát khác, ví dụ như là Chuyện Tình Không Dị Vãng này. Các bác phải đợi một chút cho máy nó phản hồi lại nhá. Rồi, em chọn bài Chắp Tay Lại Người này. Đó. Thì với cái app ở trên điện thoại này thì các bác có thể thay cho cái điều khiển của mình. Tuy nhiên, đối với em, cái app ở trên điện thoại này thực sự hữu ích trong cái chế độ USB thôi. Còn tất cả các đường đổi chuộc em sẽ sử dụng khiển zin cho nó nhanh, không phải bật điện thoại gì cả. Và các bác lưu ý nhá, nếu mà các bác không khi mà các bác bật phần mềm Hi-Fi Remote App lên mà không nhìn thấy thiết bị ấy, thì có nghĩa là các bác đang kết nối mạng sai. Các bác đang kết nối mạng sai, vì thế nên là máy sẽ không nhìn thấy nhau được đâu. Rồi em sẽ tìm một bài hát khác đi. Đan Nguyên và Y Phụng xem nào. Đó, check mode xem nào. Có những bài hát thì sẽ hiển thị tên, có những bài hát thì sẽ hiển thị tên check như này thôi. Rồi, mời các bác thưởng thức một đoạn nhạc nữa, sau đó em sẽ kết thúc cái video này tại đây. Và cũng chia sẻ với các bác luôn là Mazang NA6005 thì sắp tới, trong 2 tuần tới cũng sẽ về hàng thêm. Bác nào quan tâm tới thiết bị thì có thể đặt hàng tại số hotline của Thanh Tâm. Máy như này sẽ có mức giá là 13 triệu các bác nhá. Đó. Với mình vừa quên.
nhiều là em. Đêm nay trời núi rừng nhịp canh thay bằng tiếng súng, nửa trăng nghiêng rồi chết bóng như xe. Đây là Mazang NA6005 do một anh khách ở trên Zalo có quan tâm đặt hàng. Bạn nào quan tâm tới thiết bị này cũng có thể đặt hàng qua số hotline của Thanh Tâm là 0966050917. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video test lần sau.